Đấy, đánh đường nước đó nha các bạn. Cái ô này cũng khá lớn á, đánh gần một đường, hai đường, ba đường. Ông đường này ông đang đánh đường thứ tư nè, đây ba đường bên đây. Đồng này là đồng Phú Lâm, Phú Tân, An Giang, khá là lớn á. Ô này cũng không có vuông nữa, nằm cặp đường cộ. Đường cộ này đường cộ số 13, mình đang ở ngoài đầu đường mương số 5, đầu đường cộ số 13 ở phía mương số 5 á. Công rồi nè, đấy chưa. Nói chung thì đánh cũng ít khi nào thẳng được lắm, chủ yếu đánh để dặn nước được thôi. Đánh kiểu tương đối rồi cho có để xài thôi. Đồng này đồng 3 vụ nha các bạn, này chuẩn bị xài vụ 3 nè. Nhà không biết ông đánh bằng gì đây. Cái đường đánh, cái lằn đánh nhìn cũng tròn trịa quá nè. Trời ơi, ngược nắng. Chắc cái bao quá, thường là cái bao, đa số là cái bao. Cái bà quyết ngay hai cái luôn. Bao đa số là xài bao nhiều. Giá này giá 2 mét. Kìa, dưới kia đang chạc cái sớ kìa. Nó, sớ ở đây nè. Đây, sớ. Sao ông đánh xéo quá à? Đánh ôm theo cái mép bờ bển ở bên này nè. Bờ này nó xéo vô nè. Nó nước nó rút xuống rồi nè. Phú Lâm này bên này và Phú Lâm bên kia thì Long Hòa. Long Hòa ở bên cũng còn mấy ô lai gai chưa xới xong. Công 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 công. Mình quay cũng mấy lần đánh đường nước, cũng có người đánh thẳng thôi nhưng mà không có thẳng tuyệt đối được, cũng phải có cái một khúc dấp hoặc hai khúc dấp cái là nó cong liền. Dấp cái đó đa phần là dấp dấp ngoái nhìn ngựa cái đằng sau, với lại dấp ba mấy cái dấu mấy kéo rồi đó, do đồng ba vụ người ta sớ cạn dữ lắm. Dấp dấu máy kéo hoặc là dấp đất cứng thì nó cũng xéo nữa, nó cũng chệch chệch đường đánh liền. Cái kiểu đánh thả dáng tự do này không có đứng trên dáng là lá dân dẫn một xíu là nó thẳng nhìn đẹp lắm. Ba bốn năm rồi, cái đường thứ sáu đây. B
đây đang còn mặt đắng chạc nè, đó. Như vậy là cũng ok lắm rồi đó, tương đối lắm rồi đó. Đất ba vụ mà đâu có xớ sâu được nhiều đâu, cho nên nó trẻ bùm, không có, nó quậy bùm không có được nhiều. Với lại mùa này nó ngay mùa bão mùa mưa nữa, gốc gạ đốt đâu có được nhiều đâu, gom không có cuốn được nhiều, bỏ ngâm thúi rồi đa số. Cái này phải gọi là tầm cao mới của bộ môn lướt ván ở miền Tây nè. Lướt ván dễ đường. Màu xanh hả? Dàn màu xanh này là màu xanh là dàn Đông Phong. Đường nó có bộ thẳng đẹp đó. Nó thẳng được phân nữa. Đây là thẳng tới đây, là tới đây cong lên rồi nè. Không ôm vô nữa. Lần này ôm xéo rồi. Chó xạo luôn à. Kỳ trời. Dư máy sớ dư nó chạy thi thế dư rồi. À, ở vùng mình thì người ta xài máy con không à, không có xài máy cài, cho nên cái đường nước đánh đâu có đẹp bằng đánh máy cày. Máy cày nó bốn bánh mà. Nào. Ít nhiều cũng phải công mà các bạn, chứ thẳng tuyệt đối như ý không được đâu. Nó nghe thì đẹp, đẹp theo cái kiểu là trang phả đất đẹp rồi đánh đường nước đẹp nữa, nhìn mấy ruộng nó sẽ còn đẹp nữa, nó sẽ ok nữa. Đa số là vậy đó. Cho nên mấy ruộng nếu mà chặt phả đồ mà nhìn đẹp rồi đó nha, mà lên đánh đường nước thôi công công nó nhìn giống như là nó mất thẩm mỹ vậy đó. Cảm giác nó thất vọng. Ô này 1 2 3 4 công quá.
bốn cung dài. Nè, nó dính cái khúc bên đây lẫn nhách bên này nè, nó cái khúc mũi tạo. Trời, con máy sớ nó chạy tè 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 dữ rồi. Đã không? Rồi, đường cuối cùng xong rồi đó.